Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách so sánh bán kính của các ion có cùng cấu hình electron bằng một cái mẹo mà chúng ta sẽ nhớ hoài mà không bao giờ quên được. Khi mà chúng ta so sánh nguyên tử về bán kính đó, thì các em nhớ trong một chu kỳ, đi từ trái sang phải, trong chu kỳ đi từ trái sang phải á, thì bán kính sẽ là giảm xuống. Còn trong một nhóm á, đi từ trên xuống dưới trong bảng hệ thống tuần hoàn á, thì bán kính lại tăng lên, chúng ta nhớ nha. Vậy nếu mà chúng ta sẽ so sánh bán kính của các ion thì chúng ta sẽ so sánh như thế nào? Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho cái mẹo để các em so sánh được nha. Thì để nhớ được cái mẹo này, các em cần vẽ một cái trục số nguyên ra, một cái trục số nguyên. Thầy sẽ vẽ một cái trục số nguyên ra này. Chúng ta sẽ đánh một vài số âm đến dương. Thầy ví dụ như chúng ta sẽ đánh số 0, thì đây là dương 1, dương 2, và đây là dương 3, vân vân. Thì phía bên này là sẽ là âm 1, âm 2, được chưa nào, vân vân nhé. Thì các em nhìn vào cái mũi tên này, mũi tên là từ trái sang phải là chiều tăng lên nè. Chúng ta sẽ viết R, bán kính là R. Chúng ta viết theo chiều của mũi tên, R sẽ lớn hơn. Thì ví dụ như chúng ta có cation đi, natri cộng, chúng ta có natri cộng, thì rõ ràng bán kính của natri cộng sẽ lớn hơn, dấu lớn đây các em, sẽ lớn hơn bán kính của ion cation magie 2 cộng. Và tương tự nó sẽ lớn hơn nhôm 3 cộng. Các em lưu ý là chúng ta áp dụng cho trường hợp là cùng cấu hình nha. Cùng cấu hình E. Cùng cấu hình electron. Chút nữa thầy sẽ cho ví dụ các em sẽ thấy được rõ hơn. Còn đối với anion thì chúng ta thấy ví dụ như chúng ta có fluor trừ 1 thì bán kính của nó cũng vậy. Nó sẽ nhỏ hơn oxy. Trừ 2. Thầy biết 2 trừ chứ. 2 trừ, được chưa? Đó. Oxy 2 trừ, có bán kính sẽ lớn hơn so với fluor 1 trừ. Đó, vậy là chúng ta nhìn vào cái chiều này, chiều của trục số nguyên này, chúng ta sẽ biết được bán kính của các cation và anion trong cùng một cấu hình. Từ đó chúng ta sẽ so sánh được nhé, bán kính nhé. Chúng ta sẽ xét ví dụ sau. Bây giờ chúng ta đi so sánh bán kính của các ion sau. Ví dụ 1. Natri cộng. Magie 2 cộng. Oxy 2 trừ. Và fluor trừ. Trước tiên các em biết rằng cái Z của natri á là Z nó bằng 11. Magie á Z bằng 12. Oxy á Z bằng 8. Và fluor là Z bằng 9, đúng không? Bây giờ tại sao chúng ta biết rằng những cái cation và anion này nó cùng cấu hình? Thì trước tiên chúng ta viết cấu hình của nguyên tử natri ra. Natri á có cấu hình là như sau. 1S2, 2S2, 2B6 là 10 rồi đúng không? Tiếp tục đến lớp thứ 3 là 3S1. Đó, 3S1. Để ra được cấu hình của natri cộng á, thì bắt buộc á, nó phải nhường đi 1E, nghĩa là mất đi 1E ở lớp ngoài cùng này, mất đi 1E. Nên chúng ta suy ra được cái cấu hình của natri cộng này. Nó chỉ là 1S2, 2S2 và 2B6 thôi. Đúng không? Tiếp theo là đối với magie. Magie là chúng ta kế tiếp là ô thứ 12. 1S2, 2S2, 2B6, 10 rồi đúng không? Còn 2 nữa. Ở lớp thứ 3 là 3S2. Thì để ra được cấu hình của Mg2 cộng thì nó phải mất đi 2E. Thì nó ra được cation, mất 2E, chúng ta bỏ đi 2E ở lớp ngoài cùng luôn. Thì còn lại 1S2, 2S2
và 2B6 thôi. Đó là cùng. Tiếp tục. Oxy O thứ 8. Oxy O thứ 8 là 1S2. 2S2. 4 rồi. Còn 4 nữa là 2B4 thôi. Thì để ra được oxy 2 trừ. Thì chúng ta phải biết rằng oxy 2 trừ là nó phải nhận thêm 2E để thành anion âm. Thì nó phải nhận thêm 2E. Thì lúc này các em phải biết thêm thành gì? 2B6 đúng không? 1S2, 2S2 và 2B4 thì lên thành 6. Cũng cùng cấu hình luôn. Tiếp theo là đối với fluor trừ. Fluor ô thứ 9 chúng ta có 1S2, 2S2 và 2B5. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó nhận thêm 1E để được là 2B6 đúng không nào? Suy ra cấu hình của fluor trừ là 1S2, 2S2 và 2B6. Rõ ràng bốn ông này đều cùng cấu hình. Từ đó chúng ta sẽ dùng cái quy tắc này, chúng ta sẽ biết được các em nhìn vào, âm 2 sẽ lớn hơn âm 1, sau đó sẽ lớn hơn dương 1 và lớn hơn dương 2. Từ đây các em sẽ suy ra được nè, bán kính R của fluor trừ, oxy 2 trừ trước, oxy 2 trừ sẽ lớn hơn bán kính của fluor trừ 1 trừ và lớn hơn bán kính của natri cộng và lớn hơn bán kính của Mg2 cộng. Được chưa? Đó. Về sau này các em chỉ chú ý cái trục số nguyên và hai cái dấu này là chúng ta sẽ so sánh được. Và phải nhớ rằng các nguyên tố đó, các cation và anion đó nó phải có cùng cấu hình E thì chúng ta sẽ vận dụng. Mà hầu hết các bài tập đều cho cùng cấu hình E nhé, chứ không thể nào không cho cùng cấu hình mà đi so sánh được nha. Bây giờ chúng ta sẽ xét một cái ví dụ 2 nha. Một cái ví dụ 2 như sau. Clo trừ, kali cộng, canxi 2 cộng và S2 trừ. Nếu mà các em mà không nhớ cái viết bằng bao nhiêu á thì tất nhiên chúng ta sẽ dựa vào cái trục mà chúng ta chọn luôn cũng được nha. Thì khả năng đúng rất là cao ha. Nhưng mà thầy hướng dẫn ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Thì chúng ta sẽ thấy rằng clo, kali, canxi, lưu huỳnh thì trong các nguyên tố này thì các em chỉ cần nhớ một cái nguyên tố nó ở vị trí bao nhiêu thôi. Ví dụ kali á nó có viết bằng 19 này. Chắc chắn canxi là 20 này. Lưu huỳnh ô 16 này. Chúng ta chỉ cần nhớ một cái thôi nha. Clo viết bằng 17. Đó. Vậy là viết bằng 17 mà khi mà các em biết cấu hình Cl trừ á, nghĩa là nó nhận 1E thì nó trở thành là viết bằng 18. Khi mà đưa về cấu hình chung á thì đều là viết bằng 18 đúng không? Còn ông K cộng này ông nhường đi 1E. Thằng kali á, thằng kali và trung hòa nó nhường đi 1E thì thành kali cộng. À, vậy là cái 18 này nhường đi 1E thì thành 19 nhường đi 1E còn 18 thành kali cộng. Canxi là 20 nhường 2E thành canxi 2 cộng cũng là còn 18. Lưu huỳnh này, lưu huỳnh là có 16 thôi, ở ô 16 nhưng mà nó nhận thêm 2E thành S2 trừ thì cũng ra ô 18. Vậy là cùng cấu hình Z bằng 18, thầy sẽ viết cấu hình luôn nhé. Chúng ta có 1S2, 2S2, 2B6 là 10 rồi, 3S2 là 12 rồi. Thì còn 6 nữa chắc chắn là 3B6 luôn. Đây là cấu hình bền của khí hiếm argon AR. Rồi bây giờ chúng ta viết thôi, so sánh thôi. Vậy là suy ra luôn. Cùng cấu hình rồi thì suy ra R của âm 2 này. Âm 2 là nhỏ nhất này. Vậy là của lưu huỳnh trừ 2 này phải lớn hơn R của clo trừ lớn hơn R của K cộng và lớn hơn R của canxi 2 cộng. Được chưa? Đó là ví dụ số 2. Hai cái ví dụ này thì khá đơn giản. Bây giờ thầy sẽ cho các em một cái ví dụ khác đi một xíu nè. Là ví dụ số 3. Chúng ta sẽ xét một cái ví dụ số 3 như sau. Li ti
Li ti thì li ti cộng thôi nhé. Clo trừ. Natri cộng. Và flo trừ. Chúng ta thấy rằng hầu như các nguyên tử này nó không có cùng cấu hình nha. Các nguyên tử và suy ra các anion và cation trong này cũng không cùng cấu hình đâu. Chúng ta lưu ý chỗ này. Thì đầu tiên các em phải nhớ được á. Chúng ta phán đoán cũng được thôi, chúng ta phán đoán cũng được thôi. Cái gì không có khó. Tại vì hai ông này là cùng li ti cộng này, natri cộng này. Thì hai ông này đều là cộng, hai ông này đều trừ. Thì chúng ta biết ngay ông li ti và ông natri này so sánh thử bán kính á, về nguyên tử thôi nha. Thì ông nào lớn hơn? Rõ ràng li ti ở trên là 3. Nằm ở ô thứ 3. Sau đó xuống ở dưới á, là ô thứ 11 đúng không? Cộng thêm 8 là 11 là natri này. Li ti này. Rõ ràng là trong một nhóm từ trên xuống dưới. Bán kính phải tăng, R tăng. Bán kính tăng. Các lớp tăng lên, lớp 1 lên lớp 2 là cái vòng nó bự lên. Cái vòng nó tăng lên, cái lớp bên ngoài nó sẽ tăng lên. Lớp 1 đến lớp 2 thì hiển nhiên là bán kính phải tăng lên. Bán kính tăng lên. Thì dẫn đến là li ti cộng và natri cộng hai ông này thì các em phải sắp xếp. Natri cộng nó phải lớn hơn li ti cộng nha. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được là R của Na cộng. Tại vì nó cùng cái một dương mà, nó cùng một dương mà, phải lớn hơn R của gì? Li ti cộng. Là thứ nhất. Thứ hai là clo và flo cũng trong một nhóm luôn, đều là nhóm halogen. Sau này các em sẽ thấy. Thì chúng ta thấy rằng flo ở ô thứ 9, flo ở ô thứ 9 ở trên xuống là 17, cộng thêm 8 là 17 thì chính là clo. Ô dưới vẫn là bán kính tăng lên nên suy ra được cái bán kính của clo trừ lớn hơn bán kính của flo trừ. Từ đây các em sẽ sắp xếp được cái bán kính như sau. Chúng ta sẽ có được bán kính của clo trừ, âm phải viết trước, lớn hơn bán kính của flo trừ, tiếp tục lớn hơn bán kính R của natri đúng không, natri cộng, và lớn hơn bán kính của li ti cộng. Được chưa nào? Đó là một số ví dụ là thầy đã hướng dẫn cho các em cách so sánh về bán kính nguyên tử của cation và anion trong một cùng một lớp electron, cùng một cấu hình electron nhé. Rồi cảm ơn các em đã theo dõi video.